chào các bạn. Xin chào, hôm nay chia sẻ các bạn cánh đồng lại đang bị gỗ nữa các bạn ơi. Hiện tại là bên kia một chiếc, đây chiếc hai chiếc, 3, 4, 5, 6 chiếc mới cắt. Bữa nay ngày 18 tây, 18 tây là dưới mình để coi 10 mấy quên rồi,
À, cái gặt đập này mới mở bữa nay luôn. Sao chiếc máy này bánh bạn ơi, bên kia chiếc 7 chiếc rồi. Ô trời ơi, nằm dưới chiếc này kìa. Nó cái chùm trắng trắng như đó. Dưới chiếc này nè, đang chiếc chạy lên nè. 8 chiếc luôn. Quá rồi. Thì ra đây không quay chiếc nào luôn. Mới cắt sáng giờ anh.